Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Chewy easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District nhưng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ kiếm xu xu tại McDonald's phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Buổi sáng trở lại, cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả, không thể không nói đến không những một mà tới hai vụ giết người thảm sát xảy ra vào ngày Tết, đó là một điểm đã khiến cho cái Tết năm nay đó um, sinh hoạt Tết và tin tức về Tết nó, nó giảm nhiều quá, bởi vì đa số các phóng viên, ký giả họ đều tập trung để tường thuật về cái vụ mà thảm sát ở Monterey Park và một phần đó chưa bao giờ từ ngày mà chúng tôi ở đây thập niên 80 cho đến giờ phút này đó chưa khi nào xảy ra một cái vụ thảm sát bắn nhau ẩu đả giữa băng đảng rồi các băng nhóm với nhau thì chuyện thường tình nhưng mà thảm sát thì hầu như chúng ta không nghe nhất là trong cộng đồng người Hoa mà ở, ở cộng đồng ở Monte Park với lại Alhambra đó. Rất nhiều người Hoa ở Việt Nam, trong đó có gia đình sinh ra ở Việt Nam tôi ở đây một thời gian mà tôi biết cho nên Việt Hoa Đề huề và phần lớn người Việt sống ở đây họ là người Việt gốc Hoa rồi uh, lấy uh, vợ hoa, người Việt lấy vợ hoa, có người hoa lấy chồng Việt vân vân. Cho nên khi mà nói tới Camdeny uh, nè, uh, Rosemead, uh, um, Monterey Park, Acadia, Monrovia, nói chung là người hoa, người Việt ở đây sống để hoài rồi Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc vân vân. Thì cái chuyện trong cộng đồng mà xảy ra những cái vụ ẩu đả rồi nổ súng thả có chúng ta vẫn nghe hầu như mỗi tuần. Nhưng mà thảm sát mà cái cái chuyện đau buồn hơn nữa đó là đến vào cái đêm giao thừa, yeah. Ngọc an ha, không thể tưởng tượng được ừ. à, vào cái thời điểm mà diễn ra cái vụ thảm sát này đó thì à, nguyên cái team Leader Sài Gòn TV cũng đang ở một cái chùa chùa Bảo Quang Nhưng đang xem à, chùa Bảo Quang. thì à, cái sự việc đó diễn đúng. ra vào lúc mà 10 giờ 20 ừ. tối thì người đàn ông này á theo cái tên mà người ta ghi lại là Hữu Cang Trần 72 tuổi và Ngọc Lan nghĩ đây có lẽ là cái vụ thảm sát mà hung thủ là cái người cao tuổi nhất á chứ hồi đó Nói giờ trong mình... lịch sử dạ yeah. yeah. hồi đó giờ mình chỉ nghe những cái người đó là ở cái tuổi trẻ con còn, còn 20. ở 70 20. tuổi là cái tuổi phải chín chắn rồi ừ. nhưng mà tại sao lại xách súng vào để nổ súng ở trong một cái sàn nhảy mà nơi người ta đang tụ tập để chuẩn bị chờ đón giao thừa à, thì khi mà ông ta xả súng như vậy thì 10 người chết tại chỗ, 10 người bị thương, nhưng mà qua đến ngày chủ nhật thì là thêm một người nữa trong số những người bị thương đó qua đời. Rồi chưa chưa xong thì ông ta lại xách súng đi tiếp đến một cái sàn nhảy khác cách đó khoảng hai dặm thôi. Ông ta định vào trong cái cái hình ảnh mà ghi nhận lại có thể là ông ta đang định đi tìm người bắn tiếp nữa, nhưng mà rất là may là lúc đó có một người thanh niên, đó là anh Braden Stay Yeah. 26 tuổi thôi anh ta đã đi ra để mà anh ta chận lại anh ta vật mà lúc đó anh này không hề biết rằng cái ông này chính là hung thủ vừa mới nổ súng kia anh ta cũng chưa biết có một cái vụ nổ súng xảy ra tại vì chỉ mới cách nhau có chưa đầy 20 phút yeah. anh ta chỉ biết rằng khi anh ta ở trong bước ra theo cái video clip mà mà ngay cái camera an ninh ở đó quay lại đó thì ông này xách cây súng vô anh này giống như anh ta đang đứng quay lại tự nhiên nghe cái tiếng mở cửa và nghe cái tiếng đóng cửa lại một cách giống như kỳ lạ cái tích tự nhiên ông tại nói, sao anh nói là anh nghe có cái tiếng giống như là kim loại yeah. va chạm. Thì ra anh ta yeah. quay lại thì thấy cây súng, cây súng. Ông này cầm. Thế luôn. là anh ta nói là trong tích tắc thì anh ta nghĩ ngay ở trong đầu rằng là mình sẽ chết và mọi người sẽ chết, cho nên anh ta đã xông vào anh ta vật lộn để lấy được cái cây súng này. À, khi là mà lấy được rồi đó, mà cái điều nó khủng khiếp nữa là anh ta chĩa súng vào ông này, anh ta hét lên kêu ông này là đi. Yeah. Thường thông thường thí dụ như theo một cái cái quán tính, khi người ta chĩa súng thì người đó có cái cơ hội để vụt chạy, nhưng mà ông này được mô tả là ông ta đứng lại giống như là ông ta xem là ông ta có nên là chiến đấu tiếp với anh này đánh tiếp với anh này đánh hay tiếp, là đánh tiếp yeah. luôn, rồi yeah. xong rồi ông ta mới mới bỏ đi. Yeah. thì lúc đó anh này gọi cảnh sát và sau đó anh biết được là ông đó chính là cái hung thủ vừa mới xả súng ở cái vũ trường gần đó thì anh ta nói là anh ta run cả đêm nhưng mà qua ngày hôm thứ hai khi mà uh, các đài uh, phỏng vấn anh á thì anh nói rằng là uh, nói là anh mọi người gọi là anh anh hùng gọi anh là người yeah. can đảm nhưng mà anh đã nói là can đảm không phải là người ta không biết sợ nhưng mà can đảm đó là biết vượt lên cái nỗi sợ hãi của mình để mà chống chọi lại trong những cái tình huống đó Ờ, cái vụ thảm sát này khi mà nghe lúc mà ngọc lan đang ở chùa vào gần cái lúc mà giao thừa đó thì ngọc lan nghe cái tin này thì tự nhiên mình ừ. nghe mình cũng rụng rời rồi xong rồi sau đó lúc đó chưa biết đó là ở ngay chỗ cũng đang bị đón giao thừa mà nói trời ơi như vậy là nghe à. trong cộng đồng châu á luôn thì sau đó nhiều cái tin tức nữa liên quan đến cái hung thủ này thì thấy tên Việt Nam tôi hết nghe luôn. thấy tên Việt Nam mà yeah. lại cái tuổi như vậy thì người ta đã dự đoán là có thể đây là một cái vụ ghen tuông uh, yeah. thì nhiều báo chí đó người ta đã liên tục phỏng vấn được người Xưng uh, là vợ cũ của ông, mm. ly dị từ năm 2005. Người ta không nêu tên cho nên mình cũng không biết là người phụ nữ này là người Hoa Vi hay, hay là người, người Việt. Việt. Yeah. Đúng không anh Không biết là người Hoa hay người Việt. Nhưng chỉ biết rằng là ông này là một người rất là mê nhảy đầm. Uh, mm. Và ông, uh, ông là một người rất là dễ nổi nóng cái gì ông cũng có thể nổi nóng được hết yeah. ông là người dạy người vợ cũ của ông nhảy đầm nhưng mà theo bà nói ông chỉ bà chỉ cần sai một nhịp thôi là ông cũng có thể Đúng. nổi nóng yeah. mặc dù ông chưa bao giờ ông ông đánh bà hết nhưng mà ông lại dễ nổi nóng và chính vì có lẽ là cái tính cách của ông như vậy cho nên ở đó người ta không có thích ông yeah. à. uh, cnn ap reuters có thể nói tất cả họ đều tập trung uh, cả những cái tin tức trên thế giới chúng tôi đọc thì tất cả đều tập trung vào cái cái tin vụ nổ súng bởi vì nó rơi vào cái ngày giao thừa và ngay cả trong cộng đồng người Mỹ đó những cái ngày những ngày Giáng sinh giao thừa vô cùng quan trọng mà xảy xảy ra những cái vụ thảm sát như thế nữa à, mình nghĩ tới những người mà tử nạn ngày hôm nay trong đó chỉ có hình ảnh của mỗi một người phụ nữ là được nêu người thứ nhì đó là người vũ sư cái người dạy ở trong đó cũng bị bắn chết. À, tin tức cảnh mới nhất cảnh sát cho biết đó là họ tìm được ở hiện trường à, nơi vũ trường đầu tiên Storden 40 vỏ đạn và những người nhân chứng trong đó có một người phụ nữ kể lại đó bà là người quay được 30 giây cuối cùng không phải là lúc bà ổng nổ súng nhưng mà bà cho thấy là lúc đó đó thực sự đó à, những người mà họ nói đó họ chuột đã về rồi, tức là mặc dù là chương trình giao thừa nhưng mà thực sự có nhiều người họ đã về sớm lắm. Ừ. Tại vì họ phải về đón giao thừa ở nhà. Yeah. Cho nên họ vẫn đến chơi xong rồi họ về. Cho nên chúng ta thấy trong cái ballroom lúc đó đó thực sự là vắng. Người phụ nữ này rời khỏi bàn của mình mà trước khi đó là cố quay một đoạn 30 giây đi vào trong restroom. Thì ở trong restroom đó mới nghe được cái tiếng súng nổ này, cổ trốn ở trong đó luôn. Mà khi ra đó thì hắn vẫn còn tiếp tục nổ súng và thấy những người mà nằm ừ. chết vương vãi trên sàn nhà lúc đó đẫm máu, bà mới chui xuống cái gầm bàn và gọi chín một một. thì sau đó chờ chân này rời khỏi rồi, thì lúc đó cảnh sát mới tới. À, nhiều câu chuyện kể và trong số này những người trẻ đón à, giao thừa nhà hay tin đa phần là bố mẹ bởi vì sao thưa quý vị cái cái mà đen sinh lúc này đó là đa phần là những người trung niên và cao niên thôi dạ. thấy không người ta họ nói đến đây họ là sinh hoạt Đấy đấy họ dạ. sinh hoạt và đa phần á những người này thích um, dạ vũ để làm gì giữ gìn sức khỏe bởi vì uh, những người mà dạy đó tôi thấy có người mà dạy latin dạy uh, các điệu đó ho hoặc là điệu quốc tế là những người mỹ người ngoại quốc họ đến đây và những người hoa người Việt Nam vân vân á đến học là để tập thể dục một hình thức như thế và họ thích và đây là một cái sinh hoạt rất bình thường ở cộng đồng Westminster Garden Grove cũng như các cộng đồng người hoa khác mà trải dài từ quận Cam cho đến San Francisco luôn nữa rất là trong các uh, Chinatown vân vân á những cái um, ballroom dancing này rất là bình thường nhưng mà điểm đáng buồn trong cái ngày Tết là chúng ta là nghe tin này cho nên uh, tin tức về Tết thì hầu như không còn nữa. Bình thường chúng ta thấy là các đài như KTU đây họ sẽ quay những cái phong cảnh ha ừ, người yeah. châu Á đi du xuân vân vân Nhưng mà năm nay phần lớn quý vị mở lên lên. Và chưa bao giờ chúng tôi thấy người Việt Nam mà quan tâm hầu hết những người chúng tôi hỏi đó họ biết rất là rõ cái sự tình của cái câu chuyện này như thế nào. Tiếp tục với Cà Phê Sáng ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi.